Nhanh lên, mau qua đây, qua đây. Nhanh lên, nhanh lên. Được, bên này. Nhanh lên, nhanh lên. Đi qua đây đi, cẩn thận. Đi qua đây, đi đây, cẩn thận. Nhanh lên, mau qua đây, qua đây. Nhanh lên, nhanh lên. Giờ nhộn nhịp vậy. Anh Long, đã đúng giờ sẽ nhộn nhịp hơn. Ngài dỗ cái đại xã chủ vừa xong, còn ngày nào để nhộn nhịp nữa đâu. Ngài làm thắng tốt. Xã chủ, xã chủ, ngài đem vô đây. Thọ, khoa trương dữ vậy sao? Tấm quần này mừng thọ cho ai? Đại thọ 50 tuổi của ta, không thể khoa trương một chút sao? Xã chủ, tôi thật đáng chết. Sao cả ngày mừng thọ của người mà tôi cũng quên mất? Đắc tội, đắc tội. Tới lúc đó phạt cụ ba chén rượu lớn mới được miễn tội. Được, tôi cam nhận tội. Xã chủ, xin lỗi, tôi bận chút việc. Được, cậu đi làm việc đi. Xa chủ, nào, bên này, vào đi, đi đi. Bên này. Nào, nhìn đi, cô ấy xinh đẹp cho con gái nhà giàu luôn. Quay gì nói với ông chủ của anh, không đúng giá tiền, không bán. Được rồi, đi. Không có gì cả. Anh Long, ý gì? Anh không rảnh. Tôi nói thật, bây giờ tôi không tìm thấy Tâm Liên, lòng nóng như lửa đốt, không có tâm trạng để nói chuyện. Vụ án ở tiệm Mai.
mộ của Dạng Công Quả Hồng. Là Long Châu nói cho tôi biết anh đang ở đây. Dạ sư phụ là người tốt như vậy, tại sao lại chết thảm chứ? Tâm Linh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi cũng đang muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc tôi gặp được sư phụ, thì người chỉ còn chút hơi tàn. Tại sao hôm đó tôi không dậy sớm một chút? Có lẽ là cứu được thầy rồi. Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Lúc sư phụ và Tâm Linh kêu trời trời không nói, kêu đất đất không tin, thì tôi đang làm gì chứ? Lúc đó chúng ta đang ở bên nhau. Sư phụ, có lẽ vốn dĩ sư phụ không chết, có lẽ Tâm Linh cũng không bị mất tích, là tôi đã quá ham chơi. Tôi có lỗi với họ. A Lục, anh đừng làm như vậy mà. A Lục, tôi rất hối hận. Hối hận. Tại sao tôi lại không chịu ở nhà trong nơm tiền, trong chừng sư phụ, trong chừng Tiểu Ly, trong chừng Xin Liên? Anh cảm thấy hối hận, tôi lại càng thấy hối hận hơn. Tôi nên ép anh về nhà sớm hơn. Thật ra tôi làm được, nhưng trong lòng của tôi là không nỡ để anh về. Tôi đã yêu anh rồi. Bây giờ không nói, vậy sẽ không có cơ hội nói với anh nữa. Tôi ích kỷ, tôi ghen tị. Hãy tôi nghĩ tới lúc anh ở bên cạnh Tâm Liên là tôi chịu không nổi. Tôi chỉ mong sao mỗi giây mỗi phút của anh đều ở bên cạnh của tôi. Tôi cũng muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cô. Tôi không nỡ để cô buồn. Những lời này bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Tôi hiểu rồi. Chúng ta đều có tội. Dạng sư phụ và Tâm Liên gặp tai nạn không may, là ông trời muốn trừng phạt hai ta. Chuyện này không thể trách cô được, là tôi quá tham lam.
Người bị ông trời phạt phải là tôi. Kể từ hôm nay tôi sẽ không gặp cô nữa. Trước khi sư phụ lập trung đã giao Tiểu Liên cho tôi, không biết hiện giờ Tâm Liên và Dũng cũng ở nơi nào. Cô, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Tiểu thư, bảo bối của tôi có khỏe không? Ba ta, con đã mất đi A Lục. Con vĩnh viễn mất A Lục rồi. Đừng đau buồn. Tiểu thư, đừng quá đau lòng. Chỉ có một đêm, chỉ vì muốn được A Lục nhiều hơn chút nữa mà đổi lại sự chết chóc của dạng sư phụ, chúng con không thể gặp nhau được nữa. Gặp nhau nữa sẽ nhắc nhở tội nghiệp của chúng con đã gây ra. Tại sao là như vậy chứ? Tại sao là như vậy? Rồi sẽ qua thôi. Chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Bây giờ cô muốn đi đâu? Dạy Tâm Liên không giống dạng sư phụ bị bọn cướp sát hại tại nhà. Mục đích của bọn cướp chừa lại cô ấy có thể là để buôn người. Cô muốn đi tìm cô ấy giữa biển người mênh mông. Không phải hồi nãy cô đã nói chấm dứt với A Lục rồi sao? Dạy Tâm Liên không ai gặp nàng cũng có phần trách nhiệm của con. Nếu con không tìm cô ấy trả về cho A Lục, con mãi mãi sẽ không an lòng. Phương Hoa, Hoa Ngân Lâu. Sư phụ, về người dạy hai tấm giống người này được không? Như đầy đủ không? Đồ của tôi để lại cho ông luôn. Tôi xin ông đó. Xin hỏi anh gặp qua người này chưa? Chưa gặp qua. Xin hỏi anh từng gặp qua cô gái này chưa? Không gặp.
Tiên sinh, cho hỏi anh gặp qua người này chưa? Không có, không có. Gặp qua cô ấy chưa? Chưa từng gặp. Gặp. A Lục, hai cô gái đó mặc đồ nam giới đi làm gì vậy? Chẳng lẽ hai cô ấy cũng đang tìm tâm lý? Đã làm khó họ rồi. Hai người coi như không quen thật sao? Dạng tâm lý, cô phải còn sống cho tôi. Cô phải còn sống cho tôi. Ôi quá, cô đó tự chuốc khổ vào người mà. Nếu như dạng tâm ly không còn sống trở về thì tôi và A Lục mãi mãi không an lòng. Cô vẫn còn đặt hy vọng với A Lục sao? Nếu thời gian có thể quay lại, tôi thật lòng mong muốn người bị mất tích sẽ là tôi, người chịu đau khổ cũng là tôi. Cô vất vả tìm kiếm người như vậy rốt cuộc là vì A Lục, vì dạng tâm lý hay vì bản thân mình? Cả ba tôi nghĩ được. Nào các ông chủ, hôm nay đại thọ ông xã chủ chúng tôi, mọi người hãy cùng nhau cạn ly. Nào nào, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Các uống tự nhiên, mời tự nhiên. Các huynh đệ, nào nào, cạn, cạn, cạn. Nào cạn. Tam gia, sao rồi, có tin tức của nhà cô nương không? Tam gia đừng sốt ruột, tôi đã tung tin ra ngoài rồi, sẽ có thôi. Sống còn thấy người chết mà thấy xác, không kêu tôi sẽ không sốt ruột được. Lúc này còn bình tĩnh, dù sốt ruột phải giả bộ vui vẻ. Gia chủ tổ chức tiệc, đừng làm một người bất vui. Thúy Nhi, Trần xã chủ, Trần xã chủ, Trần xã chủ, Nghĩa Long chịu bị phạt rượu. Nào làm đi. Chúc xã chủ, tôi từng nói sẽ chịu bị phạt rượu. Nào.